một mã hàng mới tăng rất là phù hợp với cái mùa hè rất là nóng bức này luôn. Cái bộ này cũng sẽ được Tri Ân với một cái giá rất là dễ thương, chỉ có giá là 135.000 một bộ, và chị nào mà mua hai bộ trở lên chỉ còn giá 125.000, và bốn bộ là giá 500.000 miễn ship nha mấy chị. Bộ này chị có thể để lại số điện thoại bên dưới để mình đặt nha. Bộ này là chất vải thun Hàn Quốc nha mấy chị, thun Hàn Quốc co giãn, mã số là B1512 nha mấy chị. Bộ này là mã số B1512, em có size từ 48 tới 70kg nha mấy chị. Bộ này em sẽ lại gần một chút cho mấy chị xem. Đây, mấy chị thấy cái cổ kiểu răng cưa rất là đẹp, tay búp sen, và cái này là phong quần ống suông rộng, mình mặc với mùa hè như thế này là cực kỳ hợp, rất là mát, rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Rồi, cái màu em đang mặc gọi là màu bông nha mấy chị. Màu em đang mặc gọi là màu bông. Em mấy chị chốt mẫu nào, màu nào thì mấy chị cứ để lại nè, mã số kèm theo màu sắc và số điện thoại của mấy chị bên dưới thì bên em sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị kỹ hơn nha mấy chị. Đây, chất vải thun co giãn rất là thoải mái luôn nha mấy chị. Đây, và màu tiếp theo em lên cho mấy chị là một màu chấm bi rất là dễ thương luôn. Màu chấm bi mấy chị lên nhìn thấy rất là dễ thương, hoặc là mấy chị có thể ghi bình luận ở dưới, để lại bình luận ở dưới là mã số nè kèm theo màu sắc mấy chị chọn và số điện thoại của mấy chị luôn thì bên em sẽ gọi lại tư vấn cho mấy chị nha. Bộ này mã số là B1512 nha mấy chị. Và tiếp theo đây là màu beo nha mấy chị. Màu beo lên mấy chị nhìn rất là sang luôn đúng không mấy chị ơi. Mã số là B1512 và giá chỉ có 135.000 một bộ thôi. Giá Tri Ân chỉ có 135.000 một bộ. Hai bộ trở lên là chỉ còn giá 125.000. Bốn bộ là 500.000 miễn ship nha. Và màu này là màu beo nha mấy chị. Đó. Mấy chị nhìn phong quần rất là đẹp. Đó, phong quần ống suông rộng, chất vải là thun co giãn, mặc thoải mái luôn.